Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mình có chuyến hành trình đi trên đường cao tốc đó nên mình quay lại cái hành trình đường cao tốc và định đi xuyên núi các bạn ạ. Ở Nhật thì đường cao tốc nó rất là láng luôn. Nó có làn đường xe ưu tiên rồi ba làn đường đấy cho mình chạy luôn các bạn. Này thì nó nằm trong cái đường đi vô núi luôn. Ở trên cao mình nhìn thấy núi mênh mông chứ có đường xe chạy trơn các bạn. Và lý do núi nhiều nên người ta đã xuyên núi để xe chạy qua luôn. Đường cao tốc hơi vắng vắng xe. Trước mặt mình nó là một cái hầm chui đó các bạn. Ở phía trên núi thì những cánh quạt gió, nó không phải đặt ở ngoài ngoài biển, nó đặt ở trên núi luôn đó các bạn. Giờ thấy không, trước mặt mình là một cái hầm rồi. Nam thì có mà chưa có đi thử nên mình không biết hơn như thế nào. Ở Nhật thì quá nhiều, lúc này đi qua tỉnh kia là đi qua biết bao nhiêu hầm Nhật các bạn. Sắp vô hầm rồi nè. Cao tốc chạy đã luôn, đạp đã ga luôn các bạn. Còn cái hầm này là bao nhiêu? 3.260 mét các bạn, 3.6 á. Bạn thấy không? Trong hầm trong được chúng nó nhìn sạch sẽ hết sức luôn. Không biết hôm nay chắc trời không tốt hay sao nên sẽ đi qua đây. Đa số tỉnh này đi qua tỉnh kia là phải đi lên đường cao tốc chạy qua rất là những cái hầm chui luôn các bạn. Đi lấy đồ, lấy đồ về làm anh buộc phải đi xuyên hầm qua tỉnh khác. Mình cũng có nữa nhưng mà nó đổ ra mất qua tỉnh bên đây, nhưng mà thì đồ nó rẻ, cũng đi qua tỉnh bên để mà lấy đồ về. Hiểm nữa nha, cửa ra có hiểm, có sự cố gì khi nọ để mở cửa mình đi mình lên nữa đó. Thì sự kiện đường thì rất là láng và im luôn đó các bạn, không có một cái ổ gà hay là gì luôn. Ra khỏi hầm chẳng lẽ rồi. Để ra khỏi một hầm rồi đó. Kế tiếp nó lại có thêm một cái hầm chui nữa các bạn. Cách của nó chắc cỡ vài trăm mét lại có thêm cái hầm nữa. Đây người ta cũng đang sửa chữa, đang làm gì nâng cấp, có nhiều người đang lấy đây. Cái hầm này có diện tích là 2.000
hai cây rưỡi số các bạn. Bên trong nó cũng tương tự như cái hầm trước, giao thông nó ưu tiên lắm các bạn, đường chạy thì rất là tốt luôn, làm nhiều đường để cho mình chạy lắm nha. Tránh đến trường hợp mà kẹt xe mà vài trăm mét là dữ lắm rồi, chứ không có để cho mình kẹt xe mà hàng cây số đâu. Chuẩn bị ra khỏi cái hầm này nữa rồi. Xe thì nhiều, cảnh xung quanh ba bên bốn phía núi lo trùng trùng luôn các bạn, đồi núi không, cái cây chủ yếu gì trên mấy cái ngọn núi này là cây thông không các bạn, đa số là cây thông. Mùa này mưa gió nhiều, cây nó xanh tươi chứ, thế mà cái mùa lạnh này nó trụi nó vàng nhìn đẹp hơn. Chỗ này là chỗ có gió nhiều nên người ta đã lập cái hàng rào cao về đấy và chắn gió cho mình chạy luôn các bạn. Kỹ hết sức kỹ không? Nhật ta đầu tư vô cái đường xá thì quá trời quá đất. Mình lại thêm một cái hầm nữa nè các bạn, hai bên luôn, hầm hai chiều luôn. Hầm này có diện tích là 750 à, cái số ghê không. Nhật núi nhiều đi đâu đi mà xa chút xíu là đi qua cái hầm chui nè các bạn. Thỉnh thoảng mình mới có đi xa thôi chứ thường thì không có đi xa lắm. Ngày hôm nay mà ngồi xe không 6 tiếng đồng hồ bằng hành trình mà bay về Việt Nam đó, từ thành phố Hồ Chí Minh mà bay qua tới bên đây mất 6 tiếng đó các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ kênh của mình nha. Chúc thì các bạn đăng ký tương tác với mình thì mình cũng sẽ tương tác lại với các bạn. Có cái lượt đăng ký cũng nhiều nhưng mà mau bị YouTube nó quét quá. Ở đây tiếp tục lại thêm hai cái hầm nữa. Này cũng lại rất ngắn nữa chứ không có dài. Mình thấy kênh của mình lực quá nhiều luôn á, nhưng mà bữa hai bữa là bị YouTube nó quét phát áo rồi. Thấy mấy kênh của các bạn làm ngày càng lên, kênh mình làm không phát triển luôn các bạn. Nhưng mà cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ rồi. Mà không biết tại sao đấy, rồi giờ ra khỏi hầm rồi đấy, vẫn là đồi núi các bạn ơi. Nghĩ ghê không, gạo trắng chắn gió di chuyển cho nó thuận tiện. Trên này thì cái độ cao của nó cách với mặt đất khá là cao các bạn, từ cao tốc xuống cái mặt đất của bằng chắc đã cỡ 1000 mét.
cao đâu. Ở Việt Nam núi của mình thì cao chỉ có 1.000 mấy, không được 2.000, mà ở bên Nhật này núi nó cao tới 3.000 mấy lên các bạn, núi Phú Sĩ á. Núi Phú Sĩ nó rất là cao. Đợt rồi tính đi Phú Sĩ một chuyến, nhưng mà các bạn khác thì leo không nổi nên đã hủy bỏ chuyến đi rồi. Khu vực này thì còn mái che luôn, hết sức kỹ, không biết che chắn cái gì nói nữa. Trạm thu phí, tới trạm thu phí tất cả các xe bên đây nó đều sử dụng thu phí tự động các bạn. Và thấy cộng dây xích này không, cộng dây xích này chắc lẽ bự nhất thế giới quá. Chán luôn, tất cả các xe chạy tới trạm ngừng lại rồi nó thu phí bằng điện tử rồi cứ chạy qua luôn, không có đâu đưa tiền đưa thẻ đưa cạc hết các bạn. Rồi nó sẽ gửi cái phiếu về cho công ty sau, chứ nó không có mà thu được tiền. Vậy là đã ra khỏi đường cao tốc rồi đó các bạn. Ok, video của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha đã xem video. Vẽ trong cuộc sống và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Nói chung thì chủ yếu cũng để chia sẻ con đường cao tốc với hầm xuyên núi đồ để giới thiệu đến tất cả các bạn thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye.